Trên tay mình đây là cái catalog của Cinco. Thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu sơ nét về tập đoàn Cinco để cho mọi người hiểu. Trên đây nó sẽ cũng có rõ luôn. Thì Cinco này được thành lập năm 1946, tức là cũng khá là lâu đời rồi, tại Osaka của Nhật Bản. Hiện tại thì tại Nhật Bản họ có hai nhà máy nha các bạn. Hồi xưa họ thành lập là chuyên là sản xuất vỏ cho xe đạp và lớp cho xe đạp. Thì hiện tại là cái ngành chính của họ hiện tại vẫn đang là tập trung vào sản xuất vỏ lớp cho xe mô tô, xe máy thôi, chứ họ không làm về ô tô. Thì năm 1988 đó, Cinco họ cũng hợp tác với lại Yokohama về kỹ thuật, về công nghệ đó, để sản xuất về vỏ xe. Thì hiện tại tại Nhật Bản có hai nhà máy, tại Hàn Quốc, tại thành phố Jinju, nơi mà chúng ta đang có mặt, thì họ cũng có hai cái nhà máy sản xuất. Và tại Trung Quốc cũng có một nhà máy, tổng cộng họ có 5 nhà máy. Thì hiện tại họ đang cung cấp cũng như gia công như mình đã nói là cho Continental nè, rồi cho hãng Hankook cũng của Hàn Quốc rất là nổi tiếng, cho Yokohama. Vâng, rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng mà họ đang làm, cũng như họ có các sản phẩm mà đặc chế phát triển dành cho Harley Davidson. Đây, trên đây. Thực sự đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc. Do đó chúng ta không lo lắng về chất lượng, bởi vì họ đã gia công cho Harley, là một trong những hãng rất là nổi tiếng tại Mỹ. Thì các bạn cũng có thể thấy là họ phân chia ra các cái nhóm sản phẩm. Thứ nhất là dành cho cruise, thứ hai là dòng xe sport, dòng dual sport, dòng off road, dòng đi đường street, scooter, tay ga, dòng racing car, xe nhỏ nhỏ đó, và dòng ATV là cái dòng xe 4 bánh. Thì ở đây sơ về catalog họ. Thì tại Apex Center sắp tới sẽ đưa về các cái mẫu mình để mình xem qua coi có cái mẫu nào đẹp hay không. Tour Master này. Cái dòng Cruiser thì ở Việt Nam mình không có, do đó mình cũng sẽ không có làm về. Chủ yếu mình sẽ tập trung làm về dòng Sport. Các bạn có thể thấy đây, đây là cái mẫu vỏ mà Apex Center sẽ đưa về. Nhìn mình thấy rất là bắt mắt, rất là đẹp, ok á. Dòng này là Radian, thì đây là dòng cao cấp, chất lượng cao. Vỏ Radian, các bạn lưu ý là vỏ Radian thì cái sợi bố nó đang theo kiểu như thế này. Đây là kiểu vỏ Radian, tức là nó song song với nhau. Cái góc là góc không độ, thì vỏ Radian nó sẽ cho cái khả năng bám đường được tốt nhất, cũng như là cái khả năng mà cái độ bền nó sẽ cao hơn vỏ bias, tức là vỏ sợi mành thường hay được gia công chủ yếu ở Việt Nam, có khá là nhiều loại vỏ sợi mành. Đây, và họ có vỏ là dual rubber compound, tức là nó sẽ có hai phần. Cái phần bên hông á, thì nó sẽ mềm do cho cái chúng ta cái cảm giác là ôm cua nó sẽ bám đường rất là tốt. Còn cái mặt tiếp xúc trực tiếp với lại khi mà chúng ta chạy tốc độ cao đó thì nó cái phần đó nó cứng, nó sẽ cho chúng ta tốc độ cao. Còn ôm cua thì nó sẽ bám đường tốt hơn. Đó là tính năng nổi bật của vỏ dual compound. Vỏ dual compound mà dạng mà Radian thì rất là mắc tiền các bạn, không rẻ một chút nào, nhưng mà rất là đáng đồng tiền bát gạo dành cho các anh em đi tour, đi phượt. Đây, mẫu này mình cũng sẽ đưa về, rất là đẹp. Chủ yếu mình sẽ tập trung vào thứ nhất là các dòng xe Exciter, Winner và phân khối lớn mâm 17, tại vì cái này nó sẽ phổ biến ở Việt Nam, sau đó sẽ nhập về mâm 16, 14, rất là nhiều size 80, 90, 17, 90, 80, 17, 100, 80, 17, 101, 102, 103, 104, 105 đều có hết nha các bạn. Rất là đẹp. Bên Mỹ thì họ cũng tài trợ các cái cuộc đua chạy rác như thế này. Đây là dòng đua sport nha. Tức là dòng vừa, chắc là vừa đi tour, vừa đi thành phố đây. Còn đối với các dòng off-road thì vỏ nó sẽ mềm hơn. Dòng off-road như thế này thì chắc chỉ có mấy anh chơi cào cào mà ở Việt Nam thì hiện tại không nhiều, do đó cũng sẽ có mẫu về thôi. Các bạn nào quan tâm muốn phân phối sản phẩm này bởi Apex Center thì cứ liên hệ admin, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn để làm đại lý cho Apex Center về vỏ xe luôn. Rất là nhiều dòng, có dòng cho tay ga, scooter, racing, đầy đủ hết các bạn. Và phía sau cái catalog đây là một cái bảng hướng dẫn lựa chọn sản phẩm dành cho của Cinco, dành cho Harley Davidson.
đây là một cái bản thông số họ hướng dẫn cho chúng ta xem về trên vỏ nó sẽ ghi đầy đủ hết. Cái phần này là về loss and breast, là về cái tải trọng á, ví dụ như người nặng bao nhiêu ký gì đó, chở được bao nhiêu ký, rồi cái chiều để gắn vỏ, rồi cái năm sản xuất họ cũng ghi trên đây, cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Cái này là cái mẫu vỏ, đây mẫu vỏ họ cũng ghi trên đây, loại vỏ là Radian hay Bias cũng sẽ được ghi trên vỏ luôn. Brand name là Singo sẽ được in ở nổi trên đây. Tiếp tục là các thông tin về tốc độ tối đa của vỏ cho phép nó cũng sẽ ghi trên đây luôn. Thì giống như một cái vỏ chúng ta thấy là 120-70, rồi chúng ta biết là cái thường thường là nhìn vào thông số này chúng ta biết là đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái loại vỏ cho xe mình 80 hay là 90 hay là 120. Rồi cái thứ hai là đây là cái thông số 17, 16, 14, đây là thông số của mâm. R là nó viết tắt của chữ Radian nha bạn, còn Bias thì nó sẽ viết là chữ B. Thì nhìn trên vỏ chúng ta sẽ đều biết MC là motorcycle. Cái phần số 7 chữ H này tức là thể hiện cho cái tốc độ. Và cái số 6 là cái phần loss index. Cái này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn khi mà các bạn lựa vỏ tại Press Center luôn. Đây. Để coi cái chữ H là tốc độ max speed của nó cho đến là 210. Do đó nếu vậy các bạn mà coi cái vỏ nào mà nó có chữ V kép là cho các bạn chạy 207, mà đối với xe máy mà xe phân khối nhỏ thì chỉ cần chữ S thôi là đã ok rồi. Không cần phải chọn lên tới H hoặc là V làm gì. Không có chạy đến tốc độ 240, còn các anh đi phân khối lớn thì bắt buộc phải chọn cái dòng V kép. Tại vì tốc độ cao mà cái nhiệt nó sẽ sinh ra nhiều, nếu các bạn chọn không đúng cái tốc độ của vỏ thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là nó bị nóng lên, nó bị quá tải thì nó sẽ bị nổ vỏ, rất là nguy hiểm khi chúng ta đi đường. Do đó lựa chọn vỏ thì cái này rất là quan trọng, đừng nên tiếc tiền mà lựa chọn các dòng vỏ cấp thấp thì nó nguy hiểm cho bản thân cũng như là gây nguy hiểm cho người đi đường nữa. Đó là những thông tin cơ bản. Sau này mình sẽ có một cái clip làm chi tiết về vỏ Singo cho các bạn nắm rõ. Và Press Center sẽ cố gắng nhập hết tất cả các loại vỏ về để cho các bạn trải nghiệm.